ba câu chuyện cuộc sống gia đình hay, nghe xong có được khối bài học ý nghĩa. Câu chuyện thứ nhất, chiều vẫn chưa tàn. Cái tin thầy Hạnh và cô Hiên có tình cảm với nhau lan ra khắp trường chỉ sau một đêm. Mọi việc còn đi xa đến nỗi mọi thứ được đồn thổi, Thành cô Hiên quyết tâm rủ quyến thầy Hạnh. Hơn một tháng nay, Thu An luôn phải chạy ra khuôn viên bệnh viện để tìm ông cụ mỗi khi đến giờ phát thuốc. Chẳng hiểu sao, từ khi bệnh viện xây thêm hòn non bộ, bên cạnh là một gốc cây si cảnh, có cành rễ tùm. Trong lòng hồ thả vài con thuyền nhỏ trang trí, thì chiều nào ông cũng ra ngồi nhìn đến tận tối mịt. Cho đến khi y tá năn nỉ, ông mới chịu vào lại phòng bệnh. Tới giờ uống thuốc rồi, ngày mai con dẫn ông ra đây chờ người nữa nghe. Tai ông run run, miệng nhẹ phát ra từng chữ chậm chạp. Nhưng đừng cho người ta biết nha, biết là không gặp tôi nữa đâu. Dạ rồi, con biết mà, con dẫn ông ra nhìn người ta lén lén thôi ha. Thu An dẫn ông về phòng, dìu ông ngồi xuống giường bệnh. Mấy ông cụ cùng phòng bệnh nhìn ông chọc ghẹo. Ông đi gặp người yêu về đó hả? Có gặp được không? Ông đưa ngón tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi lên môi rung rung, suyệt nhỏ rồi cười móm mém. Đã nói đừng có la lớn mà. Người ta biết là không cho tôi ra đó nữa đâu. Trăng len vào khung cửa sổ, đưa dậy hương nguyệt quế thơm lừng. Chiều vẫn chưa tan. Dãy nhà tập thể dành cho giáo viên chỉ là ba căn nhà lá được dựng lên tạm bợ sơ sài bằng mấy cây tràm non gầy guộc. Mái nhà được lợp bằng lá và những tàu dừa nước khô queo teo ngắt. Cạnh dãy nhà là một khoảng đất rộng trải dài dọc bờ sông, ven bờ phủ kín kèo nèo. Loại rau dại mà người ta hay gọi bằng cái tên dân dã khác là rau chay. Có hoa nhỏ li ti, đủ tím cả chiều buồn mênh mông bên bờ sông đầy gió. Gió lòng lộng thổi từ sông lên. Trên bờ, con mén nước mắt nước mũi ròng ròng, cứ đứng gào khóc gọi mẹ. Giữa dòng sông, mẹ nó đang phải vật lộn, chèo chống tứ tung để đưa cái xuồng tam bản không chịu nghe lời, xoay như chong chóng vào bờ. Hiền thoắt đưa mắt nhìn con từ dưới sông. Càng nôn nóng, cô càng không biết xoay sở với cái xuồng ra sao. Hai mẹ con nhìn nhau méo máu. Phía xa, có tiếng máy nổ đang dần tiến lại gần. Chị không biết chèo, sao mua xuồng làm chi? Tiếng đàn ông vang lên bên cạnh. Hiên giật mình nhận ra là thầy Hạnh dạy cùng trường. Cô lúng túng với cây sào trong tay. Tôi thì mua chi thứ này của bà Tư gán nợ đó. Bữa bà nợ tôi gạo, giờ không có gì trả, gán cái xuồng để tôi đi bán trừ nợ. Lấy đủ phần mình còn dư bao nhiêu trả lại bà. Hạnh cặp ghê mình sát cạnh xuồng rồi nhảy xuống. Chị ngồi đó đi, để tôi cặp vô bờ cho. Vậy còn ghe của thầy? Thằng em tôi dắt về. Hiên nhìn ra sau lưng Hạnh, một cậu nhóc chừng 15-16 tuổi với làn da đám nắng đang nghe răng cười toe toét. Thầy Hạnh nhón chân một cái đã đáp được xuống xuồng của Hiên. Như nhận ra vẻ thắc mắc của cô, vừa giơ tay cầm lấy mái dầm, Hạnh vừa trả lời Hiên mà không nhìn vào cô. Đó là em họ tôi thôi, con bà dì lấy chồng xa bên Campuchia. Hiên nhìn Hạnh cột dây xuồng vào một nhánh rễ cây cà na mọc ngã ra mé sông, thở phào nhẹ nhõm. Khi Hạnh tiến về phía cô cười sở lởi thì cô mới nhớ ra. Giờ sao thầy về nhà? Hạnh vẫn giữ nụ cười. Nhầm gì, lát tôi quá gian ghê người ta. Hiên cười ái ngại. Cảm ơn thầy nhiều nghen, không có thầy tôi không biết phải làm sao nữa. Ủa, vậy chồng chị đâu? Sao không kêu ảnh cặp ghê cho chị? Hiền hơi khựng lại vài giây, cô gỡ cái nón lá đội trên đầu, quơ quạt cho con mén, cất lời nhẹ hẳn. Ảnh đi làm thợ cưa bên Miên, nửa năm nay rồi, chưa thấy tin tức gì về. Hơi lạnh từ lòng sông phả lên, khoảng không mênh mông, nghe se sắt ruột gan. Rồi Kiên cũng về, trông như người bị sốt rét lâu năm, nước da vàng vọt, bủng bèo, gầy đét. Hiền vừa cầm cụa nấu ăn, vừa đưa mắt quan sát chồng rồi không khỏi xót xa.
con mén vẫn tiếu tích bên kia, kể cho ba nghe bao nhiêu là chuyện từ ngày ba nó đi xa. Bữa cơm dọn ra, dến đèn dầu leo lét. Kiên thoáng nhíu mày, nhìn mâm cơm chỉ có hai miếng tàu hủ chiên và dĩa rau chay luộc chấm nước muối pha loãng. Con mén hét toáng lên. À, nay được ăn ngon, nay có thịt sườn nữa. Hiên nhắc con nhỏ tiến lại rồi gấp vào chén cho Kiên và con mén, mỗi người một miếng tàu hủ. Kiên đặt chén đũa xuống bàn, hơi cao mày đứng dậy. Anh lưỡng lự rồi móc trong túi quần ra một gói nhỏ đưa cho Hiên, kêu cô mở ra. Bên trong lớp giấy cũ nhào là một đôi bông tai nhỏ xíu bằng vàng 18. Làm ăn bên đó giờ không dễ chút nào, chỉ có thể mua cho em bấy nhiêu. Ở nhà ráng nuôi con, tôi kiếm đủ tiền rồi về với hai má con. Kiên bỏ ra bờ sông ngồi trầm ngâm. Thỉnh thoảng, anh liếc mắt vào nhà nhìn hai mẹ con. Cách đó một khoảng xa, trong bóng tối, dưới mé sông cạnh cây cà na ngã rạp ra mặt nước. Hạnh ngồi dưới ghe, cũng trầm ngâm, dõi mắt về đốm lửa le lói trong căn nhà đột ngột của bóng đàn ông. Hai ngày sau, Kiên lại lên đường. Hiên bệnh rịnh trao cho Kiên cái giỏ vải, bên trong có gấp vài bộ quần áo đã cũ. Thu An về phòng trực, ngã người trên chiếc ghế bố, xoa bóp hai cánh tay. Cô đồng nghiệp đang kiểm tra lại lịch trực ở góc phòng đối diện. Thu An lấy điện thoại ra bấm số, miệng cười thật tươi khi đầu dây bên kia nghe máy. Alo, ngoại hả? Ngoại ngủ chưa? Còn lo nghỉ ngơi đi, lo chi cho ngoại hả? Thu An chợt thở dài, vẻ nhõng nhẽo. Đợt này con gặp một ca khó quá, mà không biết xử lý sao cho chấm dứt đây nè, ngoại à. Rồi Thu An kể cho ngoại nghe, có một ông cụ, hình như còn ám ảnh mối tình xưa cũ hay sao đó, cứ chiều chiều lại ra khuôn viên bệnh viện ngồi cho tới tối mịt. Đồng nghiệp của con ra năn nỉ, không bao giờ được. Chỉ khi thấy con ra thì ông cụ mới chịu vô. Ông cụ nói là bên hòn non bộ, dựng thêm ba căn nhà nhỏ xíu, làm nhà tập thể cho mấy cô giáo nữa mới giống. Rồi còn đồ đi tìm rau dại, rau chay, kèo nèo gì đó về trồng nữa. Nghe nói gia thế của ông cụ cũng lớn nên bệnh viện chịu ý ổng lắm. Ủa, ngoại, nãy giờ con nói, ngoại còn nghe không? Ờ, còn con. Tiếng ờ của ngoại nghe chừng như tiếng thở dài, chắc ngoại lại nhớ đứa cháu gái rồi. Tranh thủ sớm mai ra ca trực, Thu An sẽ về thủ thỉ, vùi đầu vào lòng ngoại cho thỏa nhớ mong. 3 tháng sau ngày Kiên đi, có vài người bạn làm chung hết hợp đồng về nhà. Thằng Kiên, nó muốn ở lại bên đó với Úc Lan, mà cô Úc Lan đó, 3 tháng trước là vợ sắp cưới của tôi. Cũng vì vậy mà tôi bỏ hết để về, để không phải nhìn mặt hai người đó. Tôi không hiểu sao họ có thể làm như vậy. Hiên đổ bệnh, cô suốt mê man suốt mấy ngày liền. Mấy cô giáo trẻ ở cùng dãy nhà nhìn con mén đói khát nên qua nấu giùm nồi cháo và xin về vài viên thuốc cảm. Đến ngày thứ tư thì Hiên cũng khỏe dần. Hiên ôm thao đồ ra bờ sông ngồi giặt, cầm từng cái quần cái áo của con vò mà cảm thấy tâm can mình cũng đang bị vò nát. Vò càng nhanh thì nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, ướt đầm, nóng hổi. Nhớ về những tháng ngày vất vả cùng chồng, để cuối cùng lại đổ lấy cái ngày anh dứt áo ra đi, rũ bỏ vợ con vì một người đàn bà khác. Hiên nức lên nghẹn ngào. Chị tội tình gì phải đau khổ vì người không đáng. Tiếng của Hạnh lại đột ngột vang lên. Cô giật mình gạt ngang cái thau nhôm va vào bậc đá bờ sông, kêu loảng xoảng. Hiên ngước mắt lên nhìn, vội vàng cúi xuống, quệt nhanh nước mắt. Cô kéo cái thau nhôm lại chỗ cũ rồi tiếp tục giặt giũ. Cô nói bằng cái giọng đã nghẹt cứng vì nước mắt. Người không đáng là sao chứ? Là chồng tôi chứ có phải người ngoài đâu. Giờ đâu còn là người thân của chị nữa, họ phủ phàng. Còn hay không là chuyện riêng của tôi, thầy đừng bận tâm, đừng tới đây nữa. Không thôi mấy cô trong trường bóng gió mỉ mai hoại, tôi mệt lắm. Chị cho tôi cơ hội, lo cho mẹ con chị được không? Lời đề nghị đột ngột của Hạnh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hiên,
Cô mở to mắt nhìn Hạnh vẻ kinh ngạc. Lúc sau, cô giãn nét mặt, bật cười, gom hết quần áo, bỏ trở lại thao. Bộ, thầy thấy tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà cũng gây thêm thị phi? Hạnh hoảng hốt xua tay. Tôi thiệt lòng chứ không ác ý. Tôi thương chị, muốn chăm lo cho mẹ con chị. Chỉ là trước đây, chị còn chờ đợi chồng trở về, nên tôi không dám thổ lộ. Mấy bữa nay thấy chị khổ sở, tôi cũng đâu có yên trong lòng, cũng đau đớn thắt ruột thắt gan. Hiên nhìn Hạnh, cô tin những lời ấy là thật, nhưng cô không thể đón nhận tình cảm đó. Vì giữa cả hai là cả một trời cách biệt, chênh lệch vời vợi, không gì có thể khỏa lấp. Hiên cặp thao đồ ngang hông rồi đứng lên. Thầy có thương thì đừng làm cuộc sống của mẹ con tôi bị xáo trộn. Miệng lưỡi thế gian ác nghiệt lắm thầy à. Hiên đi thẳng, không để Hạnh ngăn lại. Hạnh chỉ biết nhìn theo cho đến khi Hiên vào trong nhà. Ánh lửa leo lét sau vách lá vội vàng vụt tắt. Hạnh trùng mình, thấy ngọn lửa ấy cũng tắt nhanh như lửa lòng của Hiên vậy. Anh xuống ghe tháo dây rồi nằm dài ra ghe, ngửa mặt nhìn trời để mặt con nước đưa anh trôi vô định. Phòng giám hiệu thông báo họp hội đồng khẩn cấp. Cái tin thầy Hạnh và cô Hiên có tình cảm với nhau lan ra khắp trường chỉ sau một đêm. Mọi việc còn đi xa đến nỗi, mọi thứ được đồn thổi thành cô Hiên quyết tâm ru quến thầy Hạnh. Cuộc họp diễn ra kín đáo, ban giám hiệu của trường không muốn ảnh hưởng đến thành tích thi đua. Mọi chỉ trích tội lỗi đều đổ dồn về phía Hiên. Cả trường muốn cô làm vật hy sinh, bởi ai cũng tin tin đồn là thật. Ai cũng tin Hiên cố tình dụ dỗ thầy Hạnh. Ai cũng không tin thầy Hạnh trẻ trung độc thân sao lại đi thương một người đàn bà hơn tuổi, lại gãy đổ hôn nhân. Hay đơn giản, vì dù sao thì thầy Hạnh cũng là một giáo viên giỏi, gia đình bề thế. Nhưng sự thể không ngờ, một tuần sau thầy Hạnh xin nghỉ việc. Cả trường đều coi cô Hiên là tội đồ. Riêng Hạnh lại thấy nhẹ nhõm vì đã rút lui, trả lại sự bình yên cho Hiên hằng mong đợi. Suy cho cùng, tất thảy mọi việc đều từ phía Hạnh, chứ Hiên nào có chấp nhận. Hiên luôn cự tuyệt một trái tim ấm nóng, một khát khao bù đắp. Hiên chưa một lần thương Hạnh. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng đêm khuya, Hiên thấy dưới bến sông có đốm lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc quai đó. Những lúc ấy cô vội vàng tắt đèn rồi kéo con đi ngủ. Dạo này Thu An thấy lạ, ngày nào ngoại cũng gọi để cô kể cho bà nghe chuyện ông cụ trong bệnh viện. Tỉ như câu chuyện ông cụ vì thương cô giáo đồng nghiệp lỡ làng phận duyên mà đành từ bỏ công việc mình yêu thích. Đôi khi thương một người đâu nhất thiết phải níu kéo người đó về phía mình, mà thương một người là sẵn sàng hy sinh tất thảy miễn người mình thương sống bình an. Mặc cho đời mình như những dề lục bình mãi miết phần đời miên di. Hay như chuyện ông cụ từ hôn một cô gái con nhà môn đăng hộ đối, dù cha mẹ nài ép cho đến van xin năn nỉ, từ đe nẹt cho đến dọa dẫm đủ thứ, ông cụ vẫn cứ từ chối. Một khi lòng mình trót thương ai đó là thương trọn cuộc đời. Trái tim vốn dĩ có lý lẽ riêng của nó, chẳng ai có thể hiểu nổi, chỉ riêng một mình hiểu. Vậy mà cả một đời, người con gái xa xưa của ông vẫn chẳng thể hiểu nổi lòng ông. Bà dội ánh mắt xa xăm ra phía lòng sông, không dừng trước mắt như có ánh lửa lập lòe mỗi đêm của cái thời son trẻ. Một ngày chạng rạng, Thu An đi ra hòn non bộ tìm ông cụ. Thấp thoáng từ xa, hình như có bóng dáng một người quen. Ủa, ai như bà ngoại mình? Câu chuyện thứ hai, bìm bịp kêu chiều. Tại nó khó tánh hay tại phần hẩm hiu mà duyên chưa dám ghé? Nhìn bạn bè lũ lượt có đôi có cặp rồi, con cái đầy đàn, nó cũng thèm, cũng tuổi, nhưng chỉ dám giấu nỗi buồn vô những tiếng cười. Úc Oanh về ngay mùa nước tràn đồng, điên điển vàng rượm khắp triền sông, chiều dập dềnh từng con sóng, đám bìm bịp kêu xao xác cả một khúc trời. Hỏng ấy bữa nào quẩn, má mần bánh điên điển ăn chơi nghe. Thôi nghe, tôi già rồi, sức đâu mà mần, mấy người lớn hết trơn rồi, kiếm chồng đi, rồi mà còn nhõng nhẽo với nó.
Úc Anh lại cười giòn, hơn 30 rồi còn gì. Giờ đám bạn cùng trang lứa ở miệt đồng bưng này đều con cái đùm đề, mỗi mình nó ráo hoảnh chuyện duyên phận đời mình. Hồi ra trường, Úc Anh quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Khi đó, mấy anh chị cũng khuyên can giữ thần. Về quê kiếm một chỗ mà làm, chứ mày đi xa như vậy, má lo lắm. Mỗi bận, nó rảnh rảnh về thăm, má mừng lắm. Chừng tiễn nó đi, má lại ra bến, ngó mông lung. Nghe Bìm Bịp kêu nước lớn, má thở dài thường thượt. Buổi kinh chiều đó thể nào cũng nhiều âu lo. Hai Phương thủ thỉ với má chuyện con Úc Oanh thất nghiệp vào một sớm mặt trời còn chưa kịp ló dạng qua mấy ngọn dừa. Tính khí con mình, má biết chứ, nó giống ba nó y hệt, đúng sai rõ ràng, trắng đen tách biệt. Nó thẳng thắn phang vào mặt người ta những câu khó lọt lỗ tai, nếu đó là sự thật mà người ta cứ cố tình chối cãi. Nó cũng sẽ hì hụi bất kể đêm ngày hoàn thành trọn vẹn công việc để không ảnh hưởng đến chuyện chung. Úc Oanh chẳng thể là người khéo léo. Cái mặt nó phơi bày những yêu thương hờn ghét cho người đối diện rõ hết mồn một. Nó làm kế toán, cái nghề khô khan, nhiều khi má cũng lo, lỡ xui rủi một ngày nào đó, sai một con số thôi, có khi cuộc đời nó là phải khép kín sau song sắt. Bữa cơm trưa hôm đó, má khều nhẹ Úc Oanh. Còn ở nhà với má một thời gian nghe, má mới giựt dừa được hơn 5 triệu. Ở nhà với má đi, hết tiền tính tiếp. Này má thèm ăn bánh điên điển quá bây. Chiều tà khuất nắng sau mấy ngọn dừa, rải lên miệt đồng bưng một màu tím thẳm u hoài. Úc Anh cho xuồng nổ máy, rẽ sườn bãi ngàn mà ra dòng cái lớn của con kinh xà no. Ven hai bờ kinh, điên điển trổ bông triểu nhánh. Bông điên điển thường được hái vào buổi chiều, để trừ hao lúc tinh sương sớm mai, bông vừa hé nở, kịp cho buổi chợ quê. Hồi tiết còn sống, những mùa lũ ngút ngàn, tí cũng ưa chèo xuồng dọc bờ kinh mà hái điên điển về cho buổi cơm chiều thêm phần sơm tụ. Điên điển của tía là những bông còn nõn búp, cánh hoa chừng như đang chúm chím e ấp. Má đem rửa sạch rồi nấu canh chua bông điên điển cá linh. Có bữa má đem muối chua, nhận đầy keo, chờ tía tắt đồng có cá lóc thì đem về nướng trui, cuốn bánh tráng ăn, ăn đổi vị. Hoặc những ngày mưa dầm dày, cả nhà quây quần bên nồi mắm kho cùng mớ rau mùa nước nổi như điên điển, kèo nèo, bông súng. Giờ nhắc lại, nghe cả trời thương nhớ bưng biền qua từng món ăn của má. Mùi vị của điên điển rất đặc biệt, chẳng thể lẫn với đám rau tạp tàn. Nó nhân nhẫn, đăng đắng. Nhai lâu thì cảm nhận được vị ngọt bùi đang xen đậm đà nơi đầu lưỡi. Cho tới bây giờ, hễ mỗi lần má nấu mắm kho, thế nào tám đỏ cũng đòi phải có bông điên điển cho bằng được. Mỗi bận gấp mớ bông chấm vào nồi mắm nóng đang phả hương nghi ngút, rồi cho vào miệng nhai nhòm nhàm, tám đỏ đều vỗ đùi cái đét. Trời thần, nó ngon nhức nách má ơi. Cái câu nói đó tám đỏ nói từ hồi tía còn sống cho tới bây giờ, khi tía bỏ gia đình sớm ra đi vì cơn bạo bệnh. Phải chi nhà mình hồi đó giàu thì tía đâu có mất. Cái nghèo nó cũng đổ nghiệt oan lên phận đời của biết bao thế hệ dân xứ xà no. Giờ thì đỡ rồi, đường cái lớn trải nhựa vô tới đầu xóm, kinh xà no cũng được nạo vét khơi dòng chia thành 14 cái sườn để dẫn nước vô tới ruộng đồng. Đời sống khấm khá lên chút đỉnh, quán cà phê xanh đỏ đèn mờ cũng mọc lên sát bờ kinh, kèm theo là những cảnh đánh ghen bát nháo, lắm lúc xé quần xé áo, bù lu bù loa. Mấy quán internet cũng trải dài với đủ mọi thành phần, cài ải, game đánh đấm, bắn súng ầm ầm. Từ phía sườn, bãi ngàn nhìn về cuối kinh, nhánh 14.500, sóng nước vẫn là xà no, nhưng sao giờ nghe chừng như xa lạ với Úc Oanh quá đổi. Gần 15 năm bôn ba giữa chốn phồn hoa, giờ về lại đây, không dưng, lòng nó hụt hẫng. Mừng cho những phận đời nơi đây đã không còn cảnh điện đóm bữa có bữa không. Bệnh viện trường học cũng khang trang bề thế, chợ hợp sáng chiều đầy đủ mọi thứ. Kể cả những tiệm thẩm mỹ, phun xăm, nâng gọt cũng đã hiện diện đủ cả. Nhưng đâu rồi cái miệt đồng bưng yên bình hồi đó?
Câu hỏi lạc trôi theo mấy dề lục bình ngang ngát tím, lên đên phận đời nổ trôi. Chiều xuống bờ kinh vội vã quá, mới đó mà đã chạng vạng. Úc Oanh nhanh tay cô vội Điên Điển cho đầy rổ, nhẩm tính không biết nhiêu đầy đủ cho má làm bánh chưa. Úc Oanh cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, chỉ không biết thương Hi Tuấn. Tám Đỏ buộc miệng khi đang khề khà với Bảy Hà ở trái sau, nhưng lời nói thì rõ to hướng về phía bếp chỗ má với đứa em Úc đang lúi húi làm bánh Điên Điển. Hồi còn sống tí kể, bánh Điên Điển xuất phát từ tục lệ của người Khmer. Theo tín ngưỡng, hàng năm bà con Khmer đều làm chay cầu siêu cho tổ tiên hoặc các vong hồn chết oan chết ức. Những ngày này, từ sáng sớm, các vị sư sãi đã ra đồng tìm mồ mã siêu lạc để đọc kinh cầu nguyện. Những buổi đó, các vị sư chỉ dùng cơm được một thời duy nhất. Bởi vậy, bà con Khmer trong làng mới giúp các sư một bữa ăn gọi là làm phước theo phép nhà Phật. Mấy cô gái dùng xuồng ba lá, cứ hai cô một xuồng bơi ra giữa đồng tìm mấy cây điên điển có nhiều bông để ngừng lại làm bánh. Các cô chọn những nhánh hoa tươi đẹp rồi kéo xuống nhúng các chùm bông điên điển vào viện bột đã chuẩn bị sẵn. Sau đó kéo chùm bông qua chảo mỡ nóng để chiên cho chín vàng rồi buông nhẹ nhánh hoa trở về vị trí cũ. Bánh đó gọi là bánh treo cành để dâng cho sư sãi. Nhưng dần dà, tục lệ ấy giờ đã đi vào huyền thoại. Bánh thời này của má làm bằng bột gạo, đường, hột vịt và bông điên điển. Các thứ hòa trộn vào nhau rồi đem chiên với mỡ vừa thơm ngon vừa giòn béo. Những ngày còn bôn ba trên đất Sài Gòn rộng lớn, Úc Oanh rảo khắp các hàng quán vẫn chẳng tài nào tìm được loại bánh này. Bất giác những lúc đó, nó hẫn người thở dài. Xứ này không phải xứ quê. Nơi này chỉ là ghé tạm một đoạn đời chứ đâu thể là nhà. Giọng Bãi Hà lại khề khà quanh trái bếp. Hồi đó cứ tưởng con Út nhà mình ưng thằng Tuấn. Cái thằng ngoan hiền, giỏi giang. Mỗi tội cục mịch, không biết ngọt ngào với con gái. Thương người ta, không dám nói. Để người ta đi rồi mới ôm nổi niềm riêng suốt chừng đó năm. Úc Anh biết Bãi Hà nói là để mình nghe, nhưng nó vẫn lặng yên trên bến cắn miếng bánh điên điển, nghe đám bìm bịp kêu chiều giáo giác. Bỗng trong lòng dậy lên câu hát xa xưa: ăn bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ quê. Ba mươi mấy tuổi đầu không dưng chiều nay nó thèm, nỗi thèm nghẹn ứ ngay cuốn họng mà không thể thốt nên lời, nước mắt cứ lã chả rơi. Sao bao thăng trầm nơi xứ lạ, giờ về đây nhìn sóng nước xà no, nghe con bìm bịp kêu nước lớn, cái vị điên điển quyện vành môi, nó mới nhận ra mình thèm quê, thèm quá đỗi, rồi nó bùi ngùi nhớ phận mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng chốc đã ba mươi mấy cái xuân xanh mà vẫn mình ơn. Tại nó khó tánh hay tại phận hẩm hiu mà duyên chưa dám ghé. Nhìn bạn bè lũ lượt có đôi có cặp rồi con cái đầy đàn, nó cũng thèm, cũng tủi, nhưng chỉ dám giấu nỗi buồn vô những tiếng cười. Tám Đỏ chưa kịp vô nhà mà tiếng đã rỗn rã ngoài bến sông, tay kéo Hi Tuấn lên bờ. Hằng hôn buông nắng vệt dài bến sông, má ấm mớ trấu nấu nồi canh chua, hai Phương săn sái rửa mớ điên điển Tám Đỏ mới hái về. Cả nhà rộn vang, má không xài bếp ga như mấy nhà quanh xóm mà xài bếp củi. Mỗi lần má nhóm bếp, mùi khói cứ nghe rưng rức quẩn quanh, quyện vào mũi, vương vào tóc, nghe những ký ức xa vắng như dội về theo từng cơn sóng nước. Hi Tuấn là bạn nối khố thời đi học rồi đi nghĩa vụ chung với Tám Đỏ, nhưng ngặt nỗi đường đời chia hai lối, Tám Đỏ theo nghiệp lính, Hi Tuấn chọn về làm bạn với ruộng đồng sông nước, vườn tược gà heo, cuộc sống đắp đổi qua ngày nhẹ tên. Hồi còn trẻ cũng dăm ba lần Hi Tuấn ngỏ ý thì mấy bận Tám Đỏ nói vô, nhưng Úc Oanh lại dành cái đam mê của mình cho mảnh đất đô hội xa xôi. Sự phồn hoa như một hấp lực khiến con nhỏ phải dấn thân cho bước đường mưu cầu đổi đời thoát nghèo. Chừng chục năm trôi qua, khi đã nếm trải đầy đủ dư vị phố thị, cả một quãng đời xuân xanh,
với những chặng dài miên di, bất giác nó hiểu đâu mới là quê, đâu mới là nhà. Hi Tuấn ra bến, chồm hổm ngồi phụ Út Oanh làm cá linh. Mùa này, đám bìm bịp kêu rưng trời hen Út. Ông bà mình nói, bìm bịp kêu thì nước lớn, tràn đồng, khổ nhà nông. Út Oanh nhìn Hi Tuấn lóng ngóng bất chuyện, tự dưng thấy thương cái nụ cười hiền lành này quá đổi. Hi nói vậy chơ, lớn rồng con nước đâu phải tại bìm bịp kêu mà ra. Sông sâu đò ngang, kinh sườn xa xôi, cũng đâu phải là do trắc trở. Lòng mình nặng nhẹ, âu là do mình. Con bìm bịp có kêu hay không á, thì chiều vẫn về trên khắp miệt đồng bưng này đó thôi. Bởi nên, Hi Tuấn đừng nói như vậy, tội cho con bìm bịp lắm nghe. Hi Tuấn nhìn bâng quơ ra phía triền sông thở dài. Lần này mà không nói, biết chừng nào mới có cơ hội. Thôi thì trút hết nỗi niềm, chỉ mong Út Oanh hiểu lòng mình. Út tội con bìm bịp, chứ tôi Út không có tội hen. Tội Hi Tuấn mần chi cho mệt, để dành sức đặng còn... Lời Út Oanh vừa buông nghe nhẹ nhàng quá đổi, mấy con bìm bịp vẫn cứ rủ nhau kêu vang vọng cả triền sông. Chiều loáng, nắng in đôi bóng, lóng ngóng vụng về nhìn nhau. Bày mần cá xong chưa? Má hỏi vọng từ trái bếp. Dạ xong rồi, má ơi. Hi Tuấn gãi đầu thẹn thùng, đưa mớ cá linh cho má. Trời thần, ngon nhất nách nghe má. Tám đỏ nói mà như la làng, vỗ đùi đen đét. Hai Phương cười như nắc nẻ. Phía trái bếp, má ngẩng lên nhìn ra bến sông, vài sợi tóc trắng bay nhẹ tên. Bềm bịp kêu, cái bềm bịp kêu là em lấy chồng. Tám đỏ hát vậy khi gọi điện thoại cho Bảy Hà về ăn cơm chiều. Trái với thường nhật, Út Oanh lặng yên, không phản ứng. Đâu ai biết con nhỏ đang mơ màng về một đám cưới ra riêng. Cô dâu mặc áo dài đỏ, bẽn lẽn nép bên chú rể, dẫu có muộn màng. Câu chuyện thứ ba, người thứ ba. Đôi lúc, chị cũng nghĩ về anh, nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng xua tan khi những dự án luôn thu về lợi nhuận vượt trội. Bờ môi tham lam của cậu trai trẻ luôn quấn quýt khắp thân thể chị. Cô chỉ là thứ gái làm tiền mà thiên hạ gọi là con đĩ. Không chị à, em là một con điếm, khác xa nhau lắm. Mấy cô đĩ nói trắng ra bán thân nuôi miệng. Còn mấy con điếm như em chỉ bán cái đầu của mình để nuôi thân. Mấy cô đĩ chỉ thương tiền, họ có thể vì tiền mà bất chấp. Còn điếm lắm lúc lại vì tình, tận cùng một cuộc săn mồi có thể vướng vào chữ tình mà tự kết liễu chính cuộc chơi mình đã tạo ra. Cô đừng quên, tôi là vợ anh ta. Em vẫn luôn nhớ những gì chị nói. Nhắc thêm với chị, dù là đĩ hay điếm đều có chung một nghịch cảnh của cuộc đời. Chẳng người phụ nữ nào thích đẩy cuộc đời mình vào vũng lầy nhơ nhuốc. Miệng đời ngàn năm vẫn là thứ cay nghiệt vô cùng. Đĩ hay điếm thì tận cùng cũng là tự mình giày vò mình mà thôi. Nhưng phàm là người, ai cũng có lòng tự trọng chị à. Ngụy biện vốn là điều giỏi nhất của thứ gái làm tiền. Không đâu chị, là em cần tiền thì đúng hơn. Cuộc gặp giữa hai người phụ nữ chỉ vì một người đàn ông kết thúc vỏn vẹn và chóng vánh đến ngỡ ngàng. Chẳng có bạc tay, túm tóc, xé quần áo như thiên hạ vẫn làm trong những cuộc gặp gỡ kiểu này. Một người đàn bà ăn mặc chỉnh chu, học thức thoát lên từ ánh nhìn, trong mọi cái sải chân đầy tự tin, kiêu sa quý phái. Một cô gái thanh xuân nhựa sống căng tràn, từ bộ quần áo cho đến mái tóc vô cùng giản dị. Mỗi ánh nhìn đều dịu dàng mà sắc sảo, mỗi bước chân uyển chuyển mà dứt khoát. Rời quán, mỗi người một ngã rẽ, bỏ lại phía sau buổi chiều tháng 6 nhuộm tím hoàng hôn. Trời nổi gió sau những ngày hanh nồng hăm hấp. Anh trở về căn nhà trống trải thiếu vắng không khí gia đình, thả một tiếng thở dài vào màn đêm tĩnh mịch. Đã bao lâu rồi ngôi nhà này chẳng có lấy nổi một bữa cơm gia đình như những ngày còn nồng ấm xa xưa. Cái ngày mà anh chỉ còn vật lộn kiếm từng đồng cho cuộc mưu sinh giữa thành phố xô bồ phù phiếm này. Cái ngày mà buổi chiều tăng ca, cả hai còn tranh thủ lấy hàng từ cơ sở may
về bỏ mối cho các cửa tiệm. Những đêm ấy, họ rã rời về lại căn phòng trọ ẩm thấp mà ấm cúng. Theo tháng 5, anh ngồi vị trí giám đốc vùng của một công ty nước ngoài. Chị từ thu nhập của anh mà mở rộng chuyện làm ăn, vài cửa hàng ra đời. Củ cải được anh chị tính toán cẩn thận đặt vào các dự án đất đai. Thoát chốc, thành phố này khoác chiếc áo mới nhộn nhịp hối hả. Anh chị cũng nhờ thời mà củ nã đầy lên, nhưng ngôi nhà ấy vẫn vắng tiếng trẻ thơ. Gần 40 tuổi, họ lấy hết can đảm bước vào bệnh viện. Chị cầm kết quả vỗ nhẹ vai anh. Bác sĩ nói chỉ toàn nước, rất khó mà thụ tinh nhân tạo, nói chi đến đẻ thường. Chị cười nhẹ, thôi kệ, vợ chồng mình cứ vậy mà sống, thế chẳng phải nhẹ nhàng và thoải mái hơn khối người quần quật chăm bẵm con cái đó sao? Anh càng thương chị nhiều hơn, anh muốn chị nghỉ ngơi mà hưởng thụ. Nhưng không, chị lại càng vắng nhà triền miên cho những dự án mở rộng kinh doanh. Đôi lần anh khuyên nhủ, nhưng tự vấn cái lỗi lớn nhất của thằng đàn ông mà mình mắc phải, nên cũng nhẹ nhàng mà để yên cho chị tự do thoải mái kiếm tiền. Biết đâu đó lại là niềm vui khỏa lấp của vợ mình. Rồi cũng đến ngày chị liêu xiêu trước cậu giám đốc trẻ. Người ta bảo cậu là thần đồng khi những dự án đất đai do cậu tư vấn luôn thu về tiền tỷ. Chị thấy mình may mắn khi được cậu ta theo đuổi và yêu thương hết mực, dù biết chị đã có nơi có chốn. Đàn bà đã cũ như rượu ủ lâu năm càng khiến người ta đê mê đắm đuối. Chị hài lòng với câu trả lời này và lao vào con đường mới. Biết đâu ngã rẽ này với chị chính là duyên phận. Đôi lúc chị cũng nghĩ về anh, nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng xua tan khi những dự án luôn thu về lợi nhuận vượt trội. Bờ môi tham lam của cậu trai trẻ luôn cuốn quýt khắp thân thể chị. Vòng ngực căng đầy trai tráng luôn là hấp lực khiến chị dễ dàng buông lơi. Những thanh âm rỉ rả của cuộc hoang lạc khiến đầu óc chị mù mẫm. Tức thải những nghĩ suy còn gợn, chị bỏ lại hết ngoài kia, sau cánh cửa căn nhà chị dành riêng cho cuộc tình rẽ ngang này. Anh ngày càng thu gần khoảng cách với cô bằng những chuyến ghé nhà đến tối muộn. Đôi lần ở lại dùng bữa cơm gia đình với cô. Lắm lúc anh bỏ xuống đất hỉ hả vài trò chơi cùng người anh trai ngờ ngợt của cô. Những lần cô đôn đáo chuyện tiền nong thuốc thang cho mẹ, anh chỉ nhẹ nhàng để lại trong giỏ sách cô cọc tiền, chẳng một lời nào. Chuyện điện nước trong nhà cô giờ đã có bàn tay đàn ông. Căn nhà nhỏ bắt đầu có thêm tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng. Bận Sài Gòn nóng ràng rạc cả người, anh chẳng nói chẳng rằng gọi thợ về lắp cái máy lạnh. Mẹ dễ ngủ hơn mỗi đêm. Anh trai lại khoái chí mà nằm lì ở nhà, chẳng lao ra đường như mọi hôm trời hanh gắt. Anh chẳng nói gì, cô cũng im lặng. Chỉ có ánh mắt mỗi khi giao nhau đầy rụt rè. Khoảng cách gần lại vừa đủ cái giới hạn cô đề ra, không thể xa hơn. Có bận, anh vô ý nắm trúng tay cô khi cùng lấy ly nước uống. Cô rụt tay lại cúi gằm mặt. Anh bần thần nhìn cô một đổi rồi tự dưng thở dài. Cô nghe trong tiếng thở dài là cả một trời xót xa. Cô biết, anh cũng biết. Chị trở về đầy hoang mạc, bệ rạc, òa khóc nức nở. Mình ơi! Anh ngồi đó bình thản như chẳng hề có sự hiện diện của chị trong căn nhà này. Em cần phải làm lại. Em cần phải cho thằng đó vào tù, cái thằng lừa đảo. Anh lại khẽ nhếch môi. Cái thằng đối tác đích tranh mà đồ khôn lỗi hơn em à. Rồi nó sẽ ân hận. Anh làm gì thế? Hơn chục tỷ chứ chẳng phải chuyện chơi, tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình mà. Anh tự tốn nhìn căn nhà lần cuối. Không em à, bước vào một cuộc chơi, hơn ai hết, em hiểu rõ quy luật mà. Ký vào đi, em sẽ lại có một nửa tài sản của anh. Vì anh thương em, nhưng đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, anh ta khó có thể đi chung một con đường. Ai rồi cũng có những ngã rẽ cho riêng mình, em à. Dù thế nào, anh cũng mang ơn em cả quãng đời dài vừa qua. Giờ thì chỉ còn lại chút ít thời gian ngắn ngủi này, mình nên sống cho bản thân, đúng không em? Có phải vì con đĩ đó không? Phải hay không,
chẳng còn quan trọng. Hơn ai hết, em hiểu rõ mà. Anh đẩy vội lá đơn ly hôn vào tay chị. Anh đi, cánh cửa đóng sập lại. Chị khuỵu gối gào thét, tiếng thét gào lẫn trong tiếng mưa. Trận mưa đầu mùa xối xả sau những ngày dài nắng nóng bỏng rát, bằng lăng rụng lả tả theo từng cơn gió quất. Lẫn trong màn mưa xám xịt, từng cánh hoa tím biếc rơi rơi. Hơn tháng trước, anh đã gặp cậu trai ấy. Anh nhìn chàng trai trẻ sành điệu, cân mặt thách đố mình. Mà thôi, anh đến đây, cuộc gặp gỡ của hai gã đàn ông, dù có quá nhiều khoảng cách từ tuổi tác đến trải nghiệm cuộc sống, vẫn là hai gã trí thức. Chẳng cần phải một phen sóng mái vì người đàn bà ấy, cứ để thời gian trả lời mọi thứ mình gieo. Đời anh đã qua lắm thác nhiều gờn, nên chẳng có nỗi đau nào có thể khiến tim anh ngừng đập. Có thể muộn màng lắm rồi so với những gì đang diễn ra ngoài kia, nhưng thà muộn cho một sự thật còn hơn mãi mãi bị dối lừa. Anh xé tờ kết quả xét nghiệm bác sĩ vừa trả ban sáng, một kết quả do anh tự mình đi kiểm tra. Mảnh giấy ghi anh hoàn toàn có khả năng làm cha. Đớn đau quặn thắt, phải như người khác sẽ điên cuồng mà hét lên hoặc chết điếng trong phút giây, nhưng anh chỉ im lặng. Đôi khi đó lại là cái rung rủi của đường đời. Chẳng cần đến sớm, chẳng cần đến muộn, chỉ cần vừa đúng lúc để anh nhẹ lòng mà quyết định. Một đêm chớm hạ miền sông nước Nha Mân, gió từ tiền sông thổi vào căn nhà tranh từng hồi có két. Căn nhà chỉ vừa được lập lại trên mảnh đất ngày xưa từng là một thời ấu thơ của cô. Ấu thơ long lanh nụ cười ấy, một ngày bỗng tắt liệm lúc cha cô ra đi cùng người đàn bà khác, khi không thể chịu đựng nổi sự khốn cùng của cuộc đời này. Mẹ cô ằn lưng gánh hai đứa con đi qua những mùa gió bạc mưa xiêu, trách bươm mái nhà, trách bươm cả phận mình. Thế nhưng, giữa những gắng gượng đó là những giọt nước mắt mẹ nuốt ngược vào lòng, âm thầm chịu đựng căn bệnh ung thư ác nghiệt đang di căn khắp cơ thể héo hon. Cô vừa đủ lớn để hiểu cú ngã gục của mẹ sau bao ngày gắng gượng là dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân của mình. Ba mẹ con dắt díu nhau lên Sài Gòn, vừa bám víu mảnh đất vốn dĩ khắc nghiệt này, vừa hy vọng kéo dài thêm tháng ngày của mẹ. Giờ thì cô quay về với đống tro tàn ấm áp yêu thương vỏn vẹn trong một chiếc hũ sành, thấy nỗi buồn của mình hấn nhẹ như cơn gió. Bởi đời mẹ đã quá nhiều đớn đau, sự ra đi đôi khi chính là sự giải thoát. Cũng như chính cô, rời khỏi mảnh đất phồn hoa ấy, cô chẳng còn nặng lòng với chuyện của mình. Cô như tìm được lời đáp cho câu hỏi luôn dày vò cô suốt những đêm hoang hoải. Giữa những ngã ba tình, người phụ nữ luôn thiệt thòi và gánh chịu nhiều cái đắng nhất, thị phi luôn bủa vây họ. Đàn ông, suy cho cùng, dù trăm xe ngàn pháo ngoài kia, vẫn chỉ mang trong mình hai chữ đào hoa. Đàn bà thì lại khác, tận cùng của bản năng yêu thương vẫn luôn thiệt thòi trước biển đời thế gian. Giữa mênh mông biển người của đời này, vẫn còn đó những nghiệt ngã mang tên người thứ ba. Giữa những câu chữ phong phú của đời này, chẳng thể có một tên gọi đúng nghĩa nào đó dành cho cô trong câu chuyện này ngoài từ người thứ ba. Đêm hung hút sâu và dài thăm thẳm, thiên hạ ngoài kia vẫn hay xì xào, kiểu nhàn rỗi ngồi lê đôi mắt chuyện nọ chuyện kia, dặm chút mắm chút muối cho thành ly kỳ, dù chẳng có chứng cứ gì đáng để tin. Chuyện xung quanh ngôi nhà khang trang có một thiếu phụ xinh đẹp nhưng u sầu, luôn la thét điên loạn bất kể ngày đêm. Chuyện dưới gầm cầu Sài Gòn có thằng cha khùng nhếch nhác luôn miệng tự xưng mình là giám đốc thần đồng. Ngày đầu gã ấy vừa gạt tiền thiên hạ đầu tư nhằm một dự án đất đai quy hoạch nên trắng tay thành ăn mày. Chuyện ông đại gia nọ không dưng mua đất căn nhà tền toàn, mỗi đêm đều sáng đèn chờ cô gái một thời từng là con điếm trong ván cờ đời mình. Người ta bàn tán vậy thôi, chứ kỳ thực chẳng ai biết một chuyện sâu xa rằng hơn năm trước có một cô gái bị anh đụng phải trong đêm say mềm hơi rượu. Lúc cô nằm viện, chỉ có ghé qua. Một cuộc đổi chát được đưa ra, ván cờ hình thành từ khi ấy. Cô chẳng cần làm gì, chỉ cần dùng cái thanh xuân của cô mà khiến anh ta mang tội ngoại tình với tôi.
cô không nhận. Ngoài kia khối con sẵn sàng làm. Cô có tiền chữa bệnh cho mẹ, lo cho anh trai, lại dư thêm chút ít phòng thân. Trước khi trả lời tôi, cô cứ nhìn về mẹ mình và nghĩ cho người anh của cô. Sòng phẳng. Đến khi vợ chồng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô có thể về quê, sống an nhàn với số tiền mà cả đời cô chẳng thể nào dành chụm nổi. Tin tôi đi, với đàn ông, đó chẳng qua chỉ là đánh cược một ván cờ. Đàn bà, suy cho cùng, luôn phải biết tự thủ cho cuộc đời mình. Cô ngỡ ngàng nhìn chị quay gót sau khi để lại số điện thoại. Ba hôm sau, cô nhắn tin đồng ý khi bác sĩ bảo mẹ cô cần một ca xạ trị mà tao thuốc trồm trèm 200 triệu đồng. Một chiều tàn hạ, cô quay về mái tranh phên tre vách lá sau buổi ruộng đồng. Bỗng thấy người anh nửa tỉnh nửa điên mất dạng, chỉ có mảnh giấy ngoạch ngoạc hai chữ về nhà. Nơi cái xóm trọ Sài Gòn ngày nào, một đêm lặng gió, tiếng cười hờn hệt quen thuộc vẳng ra từ bên trong căn nhà tền toàn ấy. Sau phút ngập ngừng, cô gõ lên cửa gỗ ba tiếng, bên trong vọng ra vẫn là ba tiếng gõ đáp trả. Cô khóc ngon ơ.